Kính thưa quý vị, chúng tôi đến thành phố Châu Đốc. Đây là cây cầu mới được xây và buổi tối tấp nập những chiếc xe lưu thông trên cây cầu rất là đông vui. Và đây là một cái thành phố Châu Đốc được cải tiến và có sự tiến bộ rất nhanh. Ở đây là phía đằng xa mà chúng ta đã thấy, đó là một đoàn xe ánh đèn, và đây là đoàn bộ hướng về Tân Châu, trên hướng về Tân Châu. Đây là cái hướng ngược lại về phía Bình Nam. Tôi thật là động vui. Đây là dòng sông Hậu. Kính thưa quý vị, đây là cảnh cầu Châu Đốc về phía ban đêm quý vị. Đây là cảnh của ban đêm, rất đông xe cộ, người ta đến để mà coi cây cầu và cũng là di chuyển trên đó để đi theo hướng của mình muốn. Cảnh quá đẹp. Cây cầu chiều dài khoảng 600 mét quý vị. Chúng tôi chia quay ảnh rồi chúng tôi sẽ về lấy thông số toàn bộ cây cầu. Đây là những con đường dẫn. Đây là phía con đường dẫn. Dẫn vô. Đây là cái cầu mà máy ảnh đã đặt từ phía xa, đã quay toàn bộ cây cầu. Rất nhiều xe cộ đang lưu thông trên cầu.
Rồi buổi chiều rất là đông vui. Đây là mấy đứa bé này. Thì là gia hàng gì đây bé? Dạ cái này là xương sáo hả chú? Xương sáo à? Đây là công ty bác. Cái này dùng thử ra. Dạ hàng dùng thử. Đây là mặt hàng mới công ty của con. Bán này đắt không? Bán đắt không? Dạ cái này là tụi con chủ yếu đi quảng cáo thế. Quảng cáo thôi ha. Cảm ơn nha. Lúc có trị bệnh gì không hay là ăn cái sáo này đó, nó hỗ trợ xương khớp, giải độc gan, thanh nhiệt cơ thể cho mình đó chú. Rồi rồi. Quỳnh Tâm Việt. Nhà em ở đâu? Dạ ở Khánh Hòa. Khánh Hòa hả? Dạ. Rồi cái cầu này tới nhà. Rồi bên đây là hóng mát để nhìn cảnh mới phải không? Dạ lên đây hướng mát chút. Mình biết cái cầu này là hình như là thông xe ngày 23 tây phải không? Dạ dạ đúng rồi đúng rồi. Em tên gì? Dạ tên Hiếu. Rồi chào khán giả rồi. Hiếu chào khán giả. Dạ chào. Rồi Hiếu gia đình làm gì? Dạ con thì thợ nấu. Thợ nấu à? Dạ. Nấu đám cưới á. Dân Khánh Hòa thì dạ. Thợ nấu này kia rồi là nổi tiếng lắm à. Không, công ty nấu tên gì? Dạ Phương Hiếu. Phương Hiếu ha. Dạ. Là công ty thợ chánh luôn phải không? Dạ dạ. Rồi tốt quá. Rồi hôm nay tôi chào em ha. Dạ. Hai chồng đó không? Đây là dạ. Cô bé gái là vợ phải không? Dạ. Xinh xắn quá. Bịt mặt. Bắt cỡ bắt cỡ. Rồi buổi chiều đây lên đây là thấy là cái cảnh cái cầu này là cái cảnh mới của dạ. Châu Đốc ha. Thành phố Châu Đốc. Rồi đi về cũng về Tân Châu. Dạ. Cảnh này rất là đẹp. Rồi chào tất cả nha em trai. Dạ. Công ty Thiên Thần Xanh phải không? Dạ đúng rồi chú. Công ty này trụ sở ở đâu? Dạ trụ sở nằm dưới cầu Kinh Đào ngay trung tâm thương mại chú. Dạ. Công ty này là mới thành lập rồi đã có lâu rồi. Dạ mới thành lập đây ạ. Thì trong thời gian này trong thời gian tiếp thị phải không? Dạ đúng rồi ạ. Rồi cái sản phẩm này là như là vừa là thức ăn. Dạ đúng rồi vừa là thực phẩm. Để là rít phát mỗi ngày. Dạ dạ. Đúng rồi, trong cái nóng này mình ăn rất là mát. Mát gan bổ thận rồi. Dạ đúng rồi. Mát gan hỗ trợ xương khớp cho mình á. Nó còn được gọi là cây tiên thảo nữa. Dạ. Vậy là cũng rất hay ha. Dạ. Rồi mỗi một sản phẩm về giá thành là bao nhiêu? Dạ một cái sản phẩm đó chị. Dạ một sản phẩm như thế này là một hộp gì là nửa ký là có 20 ạ. Dạ. Giá cũng vừa phải ha. Dạ. Hàng công ty mình thì nó chất lượng hơn là hàng ngoài chợ nhiều. Tại vì nó có quy trình sản xuất đàng hoàng theo quy chuẩn của Bộ Y tế. Thì cũng rất hạnh biết được cái công ty của em ha. Dạ. Thiên Thần Xanh xương sáo nha. Dạ. Rồi nhớ quý vị khán giả trong và ngoài nước có nhớ ủng hộ ha. Dạ. Rồi theo địa chỉ của công ty. Số điện thoại hay gì đó cứ nói lên để quảng cáo cho luôn nè. Dạ số điện thoại thì nằm ở cái sau áo. Đây là logo của công ty Thiên Thần Xanh nha quý vị. Có đặc điểm ngay sau của bộ. Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thực phẩm Thiên Thần Xanh, thực phẩm từ thiên nhiên, ISO 22000 N2018. Hotline 0377728882. Rồi xin giới thiệu cùng quý vị nha. Cảm ơn mấy bé nha, được một cuộc trao đổi cũng rất là vui nha, cũng có ý nghĩa để cho chương trình mình là năng động thêm nha.
Rồi chúc công ty giúp chúc mấy cháu nhiều sức khỏe ha. Dạ. À, rồi thành đạt trong công việc ha. Rồi được tiến triển trên con đường là kinh doanh là trong cái sản phẩm của mình ha, giới thiệu cùng khách gần xa để biết nha. Rất bộ ngon bổ. À, mà hơi vừa vừa thôi chứ không rẻ không nha. Ngon bổ thì không có rẻ nha. Nói chung là nó là hàng chất lượng. À, hàng chất lượng. Số tiền đi đâu với chất lượng. À, đúng rồi, đúng rồi. Vậy là công ty mà nghĩa là tuyển dụng mấy em mà đi tiếp thị rất là vui vẻ nha. Dạ. À, nhưng mà ngặt là em này thì cũng là vui vẻ, vui tính, nhưng mà cái dáng sắc đẹp chắc cái bé này. Đúng rồi. Đó. Đâu xin mặt luôn cái đi giới thiệu mình là gái của là miền Tây An Giang. Cái nó còn nhỏ nên hơi ngại. Dạ. Gái miền Tây. Rồi, cảm ơn rất nhiều nha. À, đây là bây giờ mình nói qua cây cầu chút nè. Để được cây cầu như vậy á, mình là người dân địa phương. À, có mừng lắm không? Dạ rất là mừng, vui vẻ luôn ạ. À. Nhưng mà có thể mà mình đi qua thuận tiện như thế này. À đó, rất là thuận tiện. Con đường từ Châu Đốc về Tân Châu. Dạ đúng rồi ạ. À, phải đi phà nữa. Dạ. À, cái chuyến đi phà là cái chuyến rất vất vả. Đúng. À, và những chuyến đò trưa rồi đò chiều rồi đò cuối này kia nó buồn lắm ha. Dạ đúng rồi. À, nỗi buồn mang mát trên một dòng sông. Cũng có hoài niệm nè chú. À, dạ. Đi cái phà thì cũng có nhiều cái điểm đẹp. Dạ. Giờ phà dẹp thì cũng có chút buồn. À, nhưng mà mình là cái thời buổi này thì cái kinh tế thì nó đi đôi với hạ tầng cơ sở. Cái hạ tầng cơ sở mà nó thuận tiện chừng nào thì cái nguồn kinh tế nó phát triển chừng nấy. Dạ, à, điều đó là cái nguyên tắc của cái quy trình xã hội phải phát triển như vậy mới theo kịp xu hướng và thời đại. À, rõ ràng là như vậy nha cháu. À, còn mình hoài niệm mơ mộng này, đây là chuyến đò thơ mộng của cái là môi trường xưa, mấy lá cũ này kia nó cũ lắm rồi. Phải cố gắng ha. Trên con đường lập nghiệp cũng như trên con đường là kinh tế của mình cho nó thực tiễn hơn. Thôi là những lời nói cũng là vui vẻ với nhau ha. Nếu có gì mà góp ý thì cứ nói thêm. Rồi cảm ơn rất nhiều. Đây là công ty Thiên Thần Xanh. Mấy bé là vừa trai thanh gái tú nè, rất thanh lịch nè. Ơi, xin chào tất cả nha. Rồi cảm ơn rất nhiều. Rồi. Và chúng tôi sẽ đi trở lại về hướng Châu Đốc và sẽ đến ngay chân giữa cầu để quay cảnh thành phố Châu Đốc và dòng sông Hậu về ban đêm. Con đường dẫn thì cũng chưa hoàn thành hết, nhưng mà cái vị trí cây cầu cũng rất là đẹp và cái cảnh tượng rất là sung túc. Đây là cầu Châu Đốc thôi quý vị.
Đây là cảnh của dòng sông nha, gần tới nửa sông rồi quý vị. Đây là dòng sông nha. Kính thưa quý vị, đây là dòng sông, đây là sông Châu Đốc nè, đây là hướng lên Châu Đốc nè, đây dòng sông ban đêm rất đẹp nha, hướng lên Châu Đốc nha. Đây là cái hướng phía dưới nè. Đây là cảnh trí ban đêm, khung ảnh chúng tôi quay về hướng thành phố Châu Đốc, rất là đẹp quý vị. Bởi vì thành phố Châu Đốc là nằm bên bờ sông Hậu, đang chảy về hướng Long Xuyên. Đây là khoảng giữa cầu. Vào khoảng 19 giờ tối thì mọi người dân đến cầu Châu Đốc để hóng gió và chụp ảnh lưu niệm rất là đông, bởi vì thời tiết ở trong nhà thì rất nóng. Các người đi chơi thường đến đây để
hóng mát và chụp ảnh và xem cảnh rất là náo nhiệt. Và có rất nhiều xe bán nước và trái cây để mà giải khát cũng như quà vặt cho các em bé và tất cả mọi người. Khung cảnh rất là náo nhiệt quý vị. Khởi công hồi nào? Dạ, nó khởi công hồi nào? Con cũng không dành nữa mà trong cái dự án nó kêu là cái cầu này cắt xong là 24 tháng. Cái diện tích nó là bề ngang nó là 14 mét, bốn làn xe. May quá ha. Cái đầu cầu này qua đầu cầu kia là 667 mét. Đúng rồi đó. Nhưng mà cái số tiền nữa là tới 53 tỷ 400 triệu rồi đó. 53 tỷ, 2.100 tỷ chứ không phải là 53 tỷ. Đâu đó chị không biết được, không biết được, để sao mình biết vậy chứ biết sao giờ. Nhưng mà cái cầu này có rồi mình thấy là cái địa phương mình thấy phát triển vui chứ, vui rồi, nó luôn lưu thông xe nó thoải mái hơn là đi Phà Bắc. Nậu Phà Bắc này đi qua là ông tính đi hơn cái ủn qua tới mà nó nửa tiếng hồ, rồi gần nửa tiếng hồ nó mới qua bên kia. Anh thử giờ có cái cầu này thì bà con người ta cũng vui vẻ, cũng sung túc đi. Nhưng mà bây giờ cái phà còn chạy không hay là dẹp phà rồi? Không biết không thấy dẹp phà rồi. Chắc dẹp quá. Có cầu chắc nó phải dẹp phà thôi. Bây giờ cái cầu này là nối từ Châu Đốc qua tới qua sông Tân Châu đúng không? Dạ. Nó kêu từ Tân Châu qua sông Hậu. Là sông Hậu là bên đây. Rồi sông Hậu là sông đây nè. Rồi sông Hậu này nè. Tân Châu bên Tân Châu là sông Tiền. Sông Tiền. Bên đây là sông Hậu. Nó kêu vậy đó. Đúng rồi. Đó là chiều quá mà lên đây mà ấm gió này kia rồi thư giãn hay là có mua bán gì cũng được quá không, chắc thì gia đình chắc cho nó cho thông xe dần dài từng bán buôn này nó chắc nó dẹp chứ đâu có cầu ai giờ cho bán gì cầu, ví dụ gì ta dụ cho bà con đi tham quan tới nó bán gì thôi. Gian đầu nó cho đi tham quan thôi, cái chuyện nói chuyện mình tính sao đi. Thấy không, thấy bà con gì cũng vui vẻ cũng thung túc rồi. Nếu mà chiều mua bán được cái gì cũng đỡ cho những người mua bán được. Dạ, cũng có cái thu nhập mỗi ngày ha. Mà chở ngược lại là phải mấy người bán tí số người ta là hơi thất bại. Rồi đó tôi bán theo phà tôi bán được. Giờ cầu thì cứ bán có cái số là khó hơn. Cũng được à, chứ rồi, có đâu. Được, được thì mấy ngày đầu thôi. Từng cái từng thôi. Rồi tóm nay có tiền thì việc gì sử dụng việc nấy. Mua vé số. Nghĩa là cuộc sống mà chia sẻ nhau mà sống mà, phải không? Dạ. Vui không con? Vui không? Vui. Vui ha, nhà đâu? Tân Châu vậy đó. Tân Châu luôn hả? Dạ. Rồi đây cái Tân Châu đường xá chạy ngon lành chưa? Im. Nó cũng im mà đường nó hẹp quá, xe nó quá đông, thông xe là chạy quá đông rồi. Thông xe là chạy quá đông. Quá đông mà cái đường nó rất là hẹp. Vậy có chương trình mở rộng ra nữa không hay là chỉ vậy thôi? Con không biết cái gì đó nữa, cái chuyện nhà nước bây giờ không biết sao được. Nếu mà mở rộng ra nữa thì nó thoải mái hơn. Không mà sau này nó có làm cái đường sau nữa, nó thông đường sau nữa là có thể gắn xe đường trước. Có đường sau nữa. Có đường sau, nó đang làm đó, đường sau là nó đang thẳng qua cái cầu qua bên Tân Châu qua bên cánh Đồng Tháp đó. Vậy là trong tương lai là ngon lành rồi. Dạ. Một đường sau nữa. Dạ có một đường sau nữa. Thì cũng mừng cho địa phương mình ha. Dạ. Cái cầu này là cái niềm mơ ước chung của dân An Giang nè, từ Tân Châu qua Châu Đốc rồi nè, đi các hướng này kia. Nó bên thuận tiện hơn, đi lẹ hơn. Mà cái cầu này á là mình không ngờ đó, là lúc trước mình thấy làm em ru à.
nói chừng mà thông xe mới hay đó, chứ đâu có biết đâu. Tại vì mấy ông cũng thời gian mà làm thì mấy ông chưa có thực hiện báo cáo lên gì, đặc dụ như chưa thông báo lên, đặc dụ mà người dân mình không có quan tâm tới. Sau này nó lên mạng rồi nó quan tâm tới. Được rồi, ai cũng mừng hết. Dạ. Nói tóm lại nghe là quan nghênh và biết ơn. Người có trách nhiệm mà lo cho dân được như thế này. Dạ, cũng cảm ơn mấy ông nhà hảo tâm với lại mấy nhà nước thì ông được là cái làm được cái cầu này, cái dân ta cũng đi cũng thuận tiện hơn. Dạ luôn. Mọi người cũng ai cũng quá mừng mà ha. Dạ dạ. Đây là ở bên Tân Châu qua đây để tham quan ha. Dạ dạ. Ở đây là mới đi qua chiều nay, lúc trước giờ có đi qua. Mới qua bữa nay chú. Nghe nói là qua cho biết ha. Dạ dạ. Tên gì? Con tên Khá. À, rồi chào khán giả đi, nói là khán giả trong nhà ngoài nước ở đây là Tân Châu với Châu Đốc, mình có cái cầu qua sông rồi nghe. Tân Châu với tôi có cái cầu đẹp nhất. Quý vị mà khách nước ngoài có định cư nước ngoài thì nhớ về Châu Đốc qua Tân Châu đi cầu khỏi đi phà nữa. Dạ. Tôi chúc em nhiều sức khỏe nha. Dạ dạ dạ. Mùa màng năm nay em không? Dạ con không có hoàn ruộng có bên xây dựng không à? Dạ. Xây dựng cũng ngon lành lắm rồi ha. Dạ dạ. Rồi, cảm ơn rất nhiều nha. Dạ dạ. cầm đeo quay đi coi chừng nó giật xuống em để tôi lấy tôi cho giấy đằng kia lại luôn. Nè về bắt YouTube lên coi nghe là bài có rồi đó. Thank you.
Kính thưa quý vị, đây là cảnh cầu mà chúng tôi quay từ xa, từ phía ngoài để quay toàn bộ cây cầu. Mời quý vị xem, đây là cảnh ban đêm, ở dưới nhìn lên thấy rất là đẹp, và suốt chiều dài cây cầu. Thưa quý vị, đây là cây cầu Châu Đốc. Kính thưa quý vị, clip video đến đây xin tạm dừng. Xin quý vị ủng hộ cho một nút đăng ký và một nút like. Và kính chúc quý vị một ngày mới vạn sự như ý, nhiều sức khỏe, và trân trọng kính chào quý vị.